Rồi, xin chào. Hôm nay shop sẽ đập hộp con mini baza màu đỏ nha. Tỷ lệ 1 phần 5, chạy xăng 95 pha nhớt. Em này là động cơ 29cc. Rồi, bây giờ mở hộp nè. Đây, em nó đây. Màu đỏ nha. Kèm theo xe là cục sạc RX, đồ mở bánh xe, đồ mở bugi. Đây. Remote 2 kênh. Đây, remote 2 kênh. Đây. Cánh đuôi thì nó để rời, sợ gãy nên nó để rời không có dính vô xe. Bình pha xăng. Đây. Riêng của hãng này nó mới có nha. Đây. Rồi, nhân vật chính của chúng ta. Màu đỏ rất là đẹp. Màu đỏ thì đi kèm theo hai cái phụ tùng, mấy cái phụ tùng mình bằng nhôm này nó cũng anode đỏ luôn. Bô này, bánh bốc đầu này. Mẫu này máy nằm lệch ra đằng sau thành ra là trọng lượng nó dời về phía càng sau nó dễ bắt đầu hơn tất cả mẫu khác nha. Cũng ngắn hơn bản Baza chuẩn chút xíu nên dễ bắt đầu hơn. Đây, bánh viền đỏ. Rồi, dắt lên nữa coi nè. Nè. Chiều dài của hắn là khoảng gần 80 cm nha. Này là lọc gió nè, hợp giật nè. Vin thì nó có thể dùng hợp giật nhưng mà shop có thêm cái bán cái option để chọt sử dụng mấy khoang điện này nó dễ khởi động hơn, giật lâu mỏi tay. Rồi. Đây là ngoại hình em ấy sau khi ráp cánh đuôi vậy nè. Rất là bự.